Xin chào các bạn, mình là Quang Thắng và ở trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mô tả và so sánh các số liệu ở trong bài viết task 1 và mình cũng sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách để làm cái dạng bài biểu đồ mà không có xu hướng, tức là dạng biểu đồ chỉ có mốc thời gian ở 1 năm mà thôi, không có xu hướng tăng giảm từ năm này cho đến năm khác. Và cái điểm mấu chốt, điểm chính trong video lần này sẽ là nói về cách mô tả và so sánh các số liệu. Cái phần này là phần cực kỳ quan trọng, tối quan trọng ở trong task 1. Bởi vì các bạn cũng biết rồi, trong các dạng biểu đồ của task 1 thì tất cả các dạng biểu đồ nó đều có các số liệu. Và nhiệm vụ của chúng ta khi viết bài là sẽ phải dùng cái khả năng ngôn ngữ, khả năng tiếng Anh của chúng ta để mô tả các số liệu này vào trong bài viết. Và ngoài việc mô tả các số liệu một cách riêng biệt thì chúng ta cũng cần so sánh các số liệu này với nhau nữa. Chính vì tầm quan trọng của vấn đề này nên là trong clip này thì mình sẽ dành toàn bộ thời lượng của clip để nói về cách mô tả và so sánh số liệu. Mô tả số liệu thì chúng ta sẽ có 3 cách sau đây. Chúng ta sẽ có 3 cấu trúc khác nhau. Đó là chúng ta có thể để số liệu ở cuối câu, để số liệu ở đầu câu hoặc là để số liệu ở giữa câu. Mình nhắc lại đây là 3 cách khác nhau để mình mô tả cùng một con số. Vì sao chúng ta phải có 3 cách khác nhau? Bởi vì trong bài chúng ta sẽ không chỉ có một số liệu duy nhất mà chúng ta sẽ có nhiều số liệu, có thể có tới 5, 10, 15 số liệu. Và chúng ta không thể chỉ dùng một cấu trúc duy nhất để mô tả tất cả những số liệu này trong bài mà chúng ta cần biến đổi các cấu trúc khác nhau để chúng ta có được sự đa dạng và không trùng lặp. Chính vì vậy, mình nghĩ ra 3 cấu trúc khác nhau để mô tả số liệu. Đó là trong một câu chúng ta có thể đặt số liệu ở đầu câu, ở giữa câu hoặc là ở cuối câu để chúng ta có những cái cấu trúc khác nhau, xen kẽ đa dạng trong bài viết. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào một ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung ra cách viết 3 cấu trúc này. Mình có một cái ví dụ, một con số đầu tiên đấy là số người dùng xe ô tô ở Việt Nam là 20 triệu. Giả sử như trong bài viết các bạn gặp khi đi thi thì các bạn sẽ gặp được một con số này, con số 20 triệu người dùng xe ô tô ở Việt Nam. Ở đây thì mình không cho năm nhưng mình cứ giả sử đây là một năm ở trong quá khứ. Bởi vì các bạn cũng biết rằng là hầu hết tất cả các bài biểu đồ ở trong task 1 thì đều ở dạng quá khứ cả. Vậy thì ở đây mình có một con số như thế này, 20 triệu. Và mình sẽ có 3 cách khác nhau để mình mô tả cái con số 20 triệu này, tương ứng với 3 cấu trúc mà mình vừa cho các bạn lúc nãy xong. Cấu trúc đầu tiên là mình để số liệu ở cuối câu. Thì mình sẽ viết một câu như này: The number of car users in Vietnam stood at 20 million. Tức là cái con số người dùng xe ô tô ở Việt Nam thì đứng ở mức là 20 triệu. Và cái con số 20 triệu như các bạn thấy là mình để ở cuối câu và mình dùng động từ là stood at. Cấu trúc thứ hai, mình lại cho số liệu lên đầu câu, tức là cái con số 20 triệu này bây giờ mình sẽ cho nó lên đầu câu và mình viết như thế này: 20 million Vietnamese people used cars. Tức là 20 triệu người Việt Nam thì sử dụng xe ô tô. Như vậy trong cái câu này thì mặc dù vẫn là con số này, mình vẫn mô tả cái con số 20 triệu người dùng xe ô tô này, nhưng mình đã đảo cái số liệu lên đầu câu để mình có được một câu khác. Và cấu trúc thứ ba đó là số liệu ở giữa câu. Bây giờ thì cái con số 20 triệu này mình lại ném nó vào giữa câu và mình viết như thế này: There were 20 million Vietnamese people using cars. Có nghĩa là có 20 triệu người Việt Nam sử dụng xe ô tô. Và mọi người chú ý rằng là với cái cấu trúc để số liệu ở giữa câu này thì mình dùng cái từ là there were, tức là có 20 triệu người. Ok, như vậy ở đây trong ví dụ này các bạn thấy rằng là với cùng một con số thôi nhưng mình sẽ có 3 cách khác nhau để mình mô tả chính con số đó. Mình có thể để số liệu ở cuối câu, ở đầu câu hoặc là để ở giữa câu. Như vậy là mình sẽ có 3 cách khác nhau để mô tả số liệu. Vậy vì sao chúng ta phải nhớ 3 cách này? Bởi vì như lúc nãy mình có nói đấy, trong bài viết sẽ không chỉ có một số liệu mà sẽ có rất nhiều các số liệu khác nhau. Vì vậy chúng ta cần cố gắng viết ra được càng nhiều cấu trúc khác nhau cho các số liệu thì càng tốt. Và ở đây thì mình hướng dẫn cho các bạn 3 cấu trúc như thế này. Và các bạn cũng chỉ cần nhớ được 3 cấu trúc như thế này là đủ để có thể viết bài task 1 mô tả số liệu rồi. Mình sang tiếp ví dụ thứ hai. Mình có một con số khác, đấy là phần trăm dân số Việt Nam dùng Internet là 20%. Và cũng với cùng con số này thì mình cũng lại có 3 cách khác nhau để mình mô tả nó. Cách thứ nhất vẫn là để số liệu ở cuối câu. Mình viết như thế này: The percentage of Vietnamese population using the Internet was 20%. Tức là cái phần trăm mà dân số Việt Nam sử dụng Internet thì là 20%. Cái từ was ở đây thì nó bằng với cái từ stood at lúc nãy. Hai từ này có thể thay thế cho nhau được. Tiếp theo, cách thứ hai mình lại cho cái con số 20% này lên đầu câu. Mình viết như thế này:
20% of the total Vietnamese population used the internet. Có nghĩa là 20% trên tổng số dân Việt Nam thì sử dụng internet. Con số 20% mình để lên đầu câu. Và tương tự, cách thứ ba để số liệu ở giữa câu thì mình sẽ có một câu như này. Internet users accounted for 20% of the total Vietnamese population. Ở đây thì mọi người chú ý rằng là khi mà mình để số liệu 20% giữa câu, mình dùng từ accounted for. Câu này dịch ra tiếng Việt nghĩa là những người dùng internet thì chiếm 20% trên tổng dân số Việt Nam. Accounted for có nghĩa là chiếm. Như vậy một cái điều các bạn lưu ý ở đây, đấy là cái cấu trúc số liệu giữa câu. Đối với riêng dạng phần trăm thì chúng ta sẽ dùng accounted for là chiếm bao nhiêu phần trăm. Còn với những dạng số, number hoặc là lượng, amount giống như ở ví dụ trước thì chúng ta sẽ dùng từ there were ở trong cái cấu trúc này. Đấy là cái điều duy nhất mà các bạn lưu ý ở cái cấu trúc số liệu giữa câu. Còn lại ngoài ra các cấu trúc số liệu cuối câu và đầu câu thì giống hệt như nhau. Ok, như vậy vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng ba cấu trúc khác nhau để mô tả cùng một số liệu. Và tóm lại thì mình đưa ra một số kết luận như sau. Là bạn hãy luôn luôn luyện tập mô tả một con số bằng nhiều cách khác nhau. Đây là cái cách mình hướng dẫn luôn, cái cách các bạn luyện tập ở nhà. Nhiều khi các bạn hay luyện tập là viết những cái bài hoàn chỉnh luôn, thì các bạn cứ viết rất nhiều bài như thế nhưng các bạn sẽ không thể cải thiện được từng cái kỹ năng nhỏ. Vậy thì đây là một cách luyện tập mà mình khuyên các bạn nên làm. Đấy là các bạn có thể mở một quyển sách bất kỳ ra, một bài biểu đồ bất kỳ. Các bạn lấy một con số bất kỳ nào đó và các bạn hãy luyện tập mô tả chính cái con số đấy bằng các cách khác nhau. Bạn dựa vào ba cái cách mà mình đã hướng dẫn, đấy là để số liệu ở cuối câu, đầu câu và giữa câu. Sau khi các bạn đã luyện tập quen cái kỹ năng này rồi, viết được rất là nhanh, rất là nhuần nhuyễn, rất là thuộc rồi, thì các bạn mới bắt đầu tiếp tục sang luyện tập viết đoạn văn hoặc là viết bài văn ở đằng sau. Tức là bạn luôn luôn luyện tập viết từng câu trước đã. Và như vậy thì khi mà bạn đã thuộc được ba cái cấu trúc mô tả số liệu khác nhau này rồi, thì bài viết của bạn sẽ có cấu trúc đa dạng và không bị trùng lặp. Tức là trong một bài viết thì ví dụ câu đầu tiên bạn dùng cấu trúc này rồi, thì sang đến câu thứ hai bạn sẽ dùng cấu trúc khác đi, và sang câu thứ ba bạn lại dùng một cấu trúc khác nữa. Như vậy là các câu của bạn sẽ không bị trùng lặp nhau, không gây nhàm chán cho người chấm. Ok, và sau khi các bạn đã luyện tập quen và thuộc được ba cái cấu trúc mô tả số liệu giống như mình vừa hướng dẫn, thì các bạn sẽ có thể rất dễ dàng làm được một bài task 1 dạng mô tả số liệu mà không có xu hướng tăng giảm qua thời gian. Và đây cũng sẽ chính là cái dạng bài mà mình muốn hướng dẫn luôn các bạn trong cái video lần này. Thì mình lấy một cái ví dụ như này. Đây là một cái biểu đồ có hai cái pie chart. Và đây là số liệu về cái lượng chi tiêu hàng năm của mỗi gia đình ở hai nước Nhật Bản và Malaysia. Cái pie chart thứ nhất là về Nhật Bản và cái pie chart thứ hai là về Malaysia. Và trong mỗi cái pie chart này thì là phần trăm cái lượng chi tiêu mà mỗi gia đình chi vào các cái vấn đề khác nhau, như là nhà ở này, giao thông, rồi thức ăn, y tế vân vân. Ở đây với bài này thì chúng ta thấy rằng là chỉ có hai nước này thôi, và chúng ta không có cái sự thay đổi xu hướng từ năm này cho đến năm kia. Và chúng ta sẽ chỉ đơn thuần là trong bài này chúng ta có 10 số liệu, và chúng ta sẽ chỉ mô tả 10 số liệu này trong bài viết này thôi, và không có sự tăng giảm gì hết. Với bài này thì mình sẽ viết thành hai body, hai đoạn thân bài. Đoạn thân bài thứ nhất thì mình sẽ nói về Nhật Bản. Mình sẽ có 5 cái con số ở Nhật Bản đây. Tức là trong đoạn thân bài thứ nhất thì mình sẽ mô tả 5 cái số liệu này. Và trong đoạn thân bài thứ hai mình sẽ nói về Malaysia, mà mình sẽ mô tả 5 cái số liệu của Malaysia ở bên này. Và bây giờ thì mình đi vào cái ví dụ, mình sẽ làm mẫu cho các bạn cái đoạn thân bài thứ nhất là nói về Nhật Bản. Ở đây mình có 5 số liệu như thế này. Đây là 5 cái số phần trăm chi tiêu của hộ gia đình cho các cái vấn đề khác nhau, các lĩnh vực khác nhau. Thì ở đây với cái body nói về Nhật Bản này mình có 5 số liệu. Chi tiêu cho housing, nhà ở là 21%. Chi tiêu cho transport, giao thông là 20%. Chi tiêu cho thức ăn là 24%. Chi tiêu cho y tế là 6%. Và chi tiêu cho các loại dịch vụ khác là 29%. Như vậy ở đây mình có 5 con số của đất nước Nhật Bản. Và để mô tả 5 con số này thì giống như lúc nãy mình hướng dẫn các bạn cách mô tả các số liệu, thì mình sẽ viết 5 câu để mình mô tả ra 5 cái số liệu này, nhưng mình sẽ dùng các cấu trúc khác nhau để mình tránh trùng lặp. Và mình viết mẫu như sau. Với con số thứ nhất là housing 21% thì mình sẽ viết như thế này. The percentage of Japanese household expenditure on housing was 21%. Tức là cái phần trăm chi tiêu của hộ gia đình Nhật Bản vào nhà ở là 21%. Các bạn thấy đây là cấu trúc mình để số liệu ở cuối câu. Tiếp theo, số liệu thứ hai về transport, mình viết như thế này.
The figure for transport was slightly lower at 20%. Tức là cái con số của giao thông thì thấp hơn một chút và nó ở mức 20%. Cái cấu trúc này, câu này thì mình vẫn viết ở cái cấu trúc là để số liệu ở cuối câu. Thế nhưng sang đến cái con số thứ ba là food 24% thì mình sẽ không dùng cái cấu trúc để số liệu ở cuối câu nữa, mà mình sẽ dùng một cấu trúc khác. Mình viết như thế này: 24% of the total family spending in Japan was on food. Tức là 24% trên tổng số chi tiêu gia đình ở Nhật Bản là vào thức ăn. Và như vậy ở đây mọi người thấy là mình dùng cái cấu trúc mô tả là để số liệu ở đầu câu. Rồi sang đến cấu trúc số liệu tiếp theo, healthcare 6% này, thì mình sẽ không dùng cấu trúc để số liệu cuối câu và đầu câu nữa, bởi vì mình đã dùng hai cấu trúc này rồi. Và mình sẽ dùng cái cấu trúc còn lại, đó là cấu trúc để số liệu ở giữa câu. Mình viết như thế này: Expenditure on healthcare accounted for only 6% of the total money spent by Japanese families. Tức là cái chi tiêu cho y tế thì chiếm 6% trên tổng cái số tiền mà chi tiêu bởi những gia đình ở Nhật Bản. Như vậy đây là mình dùng cấu trúc để số liệu ở giữa câu. Rồi và con số cuối cùng 29%, mình sẽ viết như thế này: The rate of spending on other goods and services stood at 29%, which was the highest figure. Cấu trúc này thì nó là cấu trúc để số liệu ở cuối câu, stood at 29%. Thế nhưng mình thêm một cái đoạn đằng sau này nữa, which was the highest figure, để mình nói thêm rằng, nhấn mạnh thêm rằng đây là cái con số cao nhất ở trong cái biểu đồ về Nhật Bản. Ok, như vậy là với cái biểu đồ này thì các bạn thấy rằng là mình có 5 số liệu và mình đã viết được 5 câu khác nhau để mình mô tả được 5 cái số liệu này, và mình dùng được các cấu trúc đa dạng khác nhau để số liệu ở cuối câu, đầu câu và giữa câu. Như vậy đây là bước đầu tiên, mình mô tả số liệu. Tiếp theo chúng ta sẽ so sánh. Bởi vì sao? Bởi vì trong một bài viết chúng ta sẽ không viết 5 câu tách biệt nhau để mô tả các con số như vậy, mà chúng ta sẽ phải viết một đoạn văn. Và trong đoạn văn này thì chúng ta sẽ so sánh các số liệu này với nhau. Vậy thì cách so sánh như thế nào? Rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ giữ nguyên những câu mô tả mà chúng ta vừa mới viết được ở lúc nãy, và sau đó chúng ta chỉ cần thêm các cái từ nối ngắn để chúng ta liên kết và so sánh các số liệu này với nhau mà thôi. Và các từ nối này thì nó gồm có là while, whereas này, trong khi này, by contrast, ngược lại này, meanwhile hoặc at the same time, trong khi đó, cùng lúc đó, hoặc là in the same year, trong cùng một năm đó. Và chúng ta sẽ dùng các từ nối này, chúng ta nối các cái câu mô tả mà chúng ta vừa viết được để thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Ok, và đây là cái đoạn văn hoàn chỉnh mình viết cho body, cho đoạn thân bài về Japan. Và ở đây thì mình copy y nguyên 5 câu mô tả lúc nãy mình vừa viết vào đây, và mình chỉ thêm những cái từ nối là những cái từ in đậm vào trong bài viết này để nó thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Các bạn hãy dừng hình lại để đọc kỹ cái đoạn văn này nhé. Ok, vậy là vừa rồi mình đã cho các bạn xem cái cách để mình từ một cái biểu đồ mình mô tả từng con số và mình so sánh các con số này để mình viết được một cái đoạn thân bài hoàn chỉnh. Các bạn thấy là nó cũng khá là đơn giản thôi. Nếu như các bạn luyện viết quen và thuộc được các cấu trúc mô tả số liệu rồi thì công việc của chúng ta sẽ trở nên rất là dễ dàng thôi. Bây giờ các bạn hãy luyện tập một chút, các bạn hãy lật lại cái biểu đồ. Chúng ta có một cái biểu đồ thứ hai của Malaysia và cái biểu đồ 2 này cũng có 5 số liệu tương tự. Và các bạn hãy tự mình làm theo các bước mình vừa hướng dẫn và viết một đoạn văn thân bài hoàn chỉnh cho Malaysia, cho đất nước Malaysia này. Các bạn hãy dừng hình lại và viết cái đoạn văn này. Sau đó thì mở sang bật tiếp clip, mình sẽ có cái bài mẫu của mình cho phần Malaysia. Các bạn dừng hình lại để viết nhé. Ok, sau khi các bạn đã viết xong thì các bạn chạy tiếp clip. Và đây là cái bài viết mẫu, cái đoạn văn mẫu của mình cho phần Malaysia. Các bạn dừng hình lại để đọc kỹ đoạn văn này nhé. Ok, như vậy là trong clip hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn các cách khác nhau để mô tả một số liệu. Và các bạn nhớ cho mình là có 3 cách là để số liệu ở cuối câu, ở đầu câu hoặc là ở giữa câu. Và các bạn hãy luyện tập, luyện đi luyện lại các cấu trúc mô tả này thật nhuần nhuyễn để các bạn có thể thuộc và làm một cách nhanh chóng. Sau đó thì các bạn hãy sử dụng những cái cách so sánh mà mình đã cho, tức là các bạn viết thêm những cái từ nối vào để liên kết các cái câu mô tả này và trở thành một đoạn văn. Và với những cái dạng bài so sánh số liệu mà không có xu hướng tăng giảm qua thời gian thì các bạn chỉ cần làm theo cái cách đơn giản như vậy thôi.
Hy vọng là các bạn đã học được những cái điều bổ ích trong video lần này. Và nếu như có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì chưa rõ thì các bạn cứ comment vào video này và mình sẽ giải đáp nếu như có thể. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.